với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Như Huyền có món ăn vặt nè cả nhà. Nguyên một mâm bánh ăn vặt luôn cả nhà. Thì đây là bánh hamburger bò nha cả nhà. Còn đây là bánh tráng trộn trứng cút nè cả nhà. Thì hôm nay Huyền có cái dĩa bánh tráng trộn trứng cút nè cả nhà, thấy hấp dẫn không? Và đây là bánh hamburger bò nè cả nhà. Thì mình tráng miệng là ly nước trà đào nha cả nhà. Thì bây giờ Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền nha. Bữa nay con gái Huyền ngủ rồi nha cả nhà. Có một mình Huyền, hôm nay giờ con gái Huyền ngủ sớm. Như vậy là chỉ có 17 ngàn thôi nha cả nhà. Mà bánh này là bánh hamburger bò nha cả nhà. Cả nhà ăn bánh với Huyền nha. Hôm nay mình ăn vặt tiếp nữa nha cả nhà. Ngon cả nhà. Bánh như vậy là 17 ngàn một cái nha cả nhà. Ngon quá cả nhà. Mấy món này á, mấy bé nhỏ, bé nào cũng thích hết trơn cả nhà. Bánh hamburger chứ phải không? Bánh rán trộn nè, bé nào cũng thích hết, thêm trà đào nữa. Rồi thôi, xuất sắc luôn cả nhà ơi. Ngon quá. Trời ơi, nó ngon xuất sắc luôn. Cứ gì chịu nổi. Ngon quá cả nhà. Ủa ông trời, ông đang rất hụt mưa cả nhà, đang mưa tới. Ngon quá. Thứ gì chịu nổi, trời ơi ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Tập Huyền đang đói bụng nữa. Huyền đợi quay clip Huyền mới ăn thôi cả nhà. Chứ ăn cơm no quay đâu, đâu ăn nổi. Ngon quá. Uống miếng trà đào với Huyền nha. Nó ngon. Cái trà đào ở cả nhà, chua chua, ngọt ngọt mà nó thơm. Sổ tôm đào ngon quá. Ông trời ông đang mưa tới rồi cả nhà. Ngon xuất sắc cả nhà ơi. Mưa lớn. Hết cái bánh nè cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn bánh tráng với Huyền nha. Bánh tráng nó ngon nè cả nhà. Huyền mời cả nhà ăn bánh tráng với Huyền nha. Quá ngon, không biết đừng tả luôn đó nha. Cái bánh tráng này nè, trộn trứng cút nè, có xoài, có đậu phộng, tôm khô, khô bò, trứng cút, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Ngon lắm. À quên nữa, có hành phi nữa nè cả nhà, thơm ngon lắm cả nhà ơi. Bánh tráng trộn á,
Thì cái loại trộn này nó không có bơ nha cả nhà, nhưng mà nó ngon theo cái không có bơ nha. Còn hôm bữa mình ăn có bơ á thì nó ngon theo có bơ nha cả nhà. Xuất sắc cả nhà. Hèn gì mấy em nhỏ thích ăn hoặc những cái món này nè cả nhà. Có khô mực nữa cả nhà ơi, có khô mực nữa. Ngon quá. Ngon, ăn trời cũng tạnh mưa rồi cả nhà. Mấy món này nè Huyền còn thích nữa, nói chi là mấy em nha, mấy em nhỏ, mấy em tuổi teen. mê mấy món này là đúng rồi, ngon lắm cả nhà, rất là ngon luôn. Nhưng mà trộn á cả nhà, trộn rất là đậm vị luôn nha cả nhà nè, màu nó rất là đậm luôn, đậm vị luôn, hồng mà không có mặn luôn nha cả nhà, vừa ăn rất là ngon luôn nè, nó nha, ngon lắm. Chứ bánh tráng mà trộn trắng nhắt á ăn không ngon đâu, không đậm vị không ngon cả nhà. Trộn có màu vậy nó ngon. Bữa nay ngon quá, tập trung ăn không nói chuyện luôn, không biết nói gì luôn cả nhà, thật sự luôn. Ngon đưa hai tay luôn cả nhà, quá đã. Lúc này á cả nhà, Huyền hay quay ban đêm, quay ban đêm á ăn dễ mập lắm cả nhà. Ban ngày Huyền không có thời gian cả nhà ơi, cái này gần Tết tới rồi, ban ngày Huyền không có thời gian, Huyền quay ban đêm mà bữa nay gặp ông trời mưa á cả nhà. Gái Huyền nó ngủ rồi, Huyền ăn hết một cái hồi nãy rồi cả nhà. Bây giờ Huyền ăn thêm cái này rồi thêm bánh tráng trộn, nó no quá cả nhà. Nó ngán quá cả nhà. Bây giờ Huyền mời cả nhà uống nước cho Huyền nha. Ông trời ông đang mưa lớn là tối rồi cả nhà. Thì Huyền ăn hết một cái rưỡi cả nhà ơi, còn cái này nửa cái nè. Huyền no quá, với Huyền ăn bánh tráng rồi thêm Huyền uống trà đào nó no quá cả nhà. Bây giờ Huyền để nửa cái này lại, chút xíu nữa mình đói mình ăn tiếp nha cả nhà. Thì bây giờ chắc Nhu Huyền xin kết thúc video nha cả nhà ơi, mưa lớn lại nữa rồi cả nhà, hồi nãy ổng tạnh nha, bây giờ ổng mưa tiếp nữa. Thì chắc Nhu Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà, chứ để cái video nó dài quá trời coi ngán lắm.
Thì bây giờ Như Huyền xin kết thúc video nha. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Như Huyền thì cả nhà hãy đăng ký, like, share, ủng hộ cho Huyền nha cả nhà.